Tử vi tuổi Nhâm Thân 1992, sau tháng cuối năm 2021. Thế rồi, đã là kính rồi. Xin chào quý vị, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Nhâm Thân mệnh kiếm phong kim thường có tư chất quyết đoán, nghiêm nghị, dứt khoát. Trong cuộc sống và công việc, họ luôn khẳng định cái tôi của mình, nên người khác tiếp xúc với họ sẽ thấy cái đanh thép phát ra ngoài. Và điều này khiến cho người khác thấy họ khó gần, lạnh lùng, thậm chí cứng nhắc về nguyên tắc lập trường và độc đoán. Mệnh kim vốn dĩ bản chất óng ánh, nên người tuổi Nhâm Thân mệnh kiếm phong kim thường có ngoại hình đẹp đẽ, nội tâm phong phú, tâm hồn nhiều màu sắc, thông minh, nhanh nhẹn. Họ rất nhạy bén, tài cao và có tính cách rất mạnh mẽ. Họ có tính chất quyết đoán, kiên trì, nghiêm nghị và dứt khoát với mọi công việc. Trong cuộc sống cũng như trong công việc, họ luôn khẳng định cái tôi của mình, có ý chí rất cao và một tâm tính khốc liệt. Điều này làm cho mọi người xung quanh khó gần, lạnh lùng, có những nguyên tắc lập trường riêng của bản thân. Ngoài ra, họ là những người luôn có ý chí tiến thủ, quyết tâm, luôn thể hiện tài năng của mình, có tư tưởng và cách thực hiện cũng rất mạnh liệt. Ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ với quý vị và các bạn về tử vi anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Ở video này, chúng tôi sẽ chia sẻ rất chi tiết về công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và chi tiết tuổi Nhâm Thân trong 6 tháng cuối năm. Vận trình của tuổi Nhâm Thân trong từng tháng, đặc biệt là cách hóa giải vận hạn của mệnh chủ trong năm Tân Sửu, để quý vị và các bạn có một năm mới bình an, vận sự hanh thông, gặp nhiều may mắn. Xin mời quý vị và các bạn hãy theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan tử vi của anh chị tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Xem tử vi nửa cuối năm 2021 cho thấy, anh chị tuổi Nhâm Thân sẽ không phải chịu ảnh hưởng nhiều từ Thái Tuế, lại được tương sinh về mặt ngũ hành, vận trình thời gian này khá lý tưởng ở nhiều phương diện. Cát khí hỗ trợ mạnh đường công danh, anh chị sẽ có những cơ hội nhất định trong sự nghiệp, có thể được quý nhân phù trợ mà dễ dàng thành công, thăng tiến. Có điều anh chị cần nhớ, thành hay bại vẫn phải dựa vào bản thân là chủ yếu. Chỉ cần anh chị tích cực và chủ động phấn đấu, chắc chắn sẽ đạt được những thành tích đáng nể. Ngoài ra, chuyện tình cảm thời gian này cũng ngày càng thuận lợi. Sau thiên hỷ chiếu rọi đào hoa, tình duyên anh chị tuổi Nhâm Thân khởi sắc, có thể đón tin vui trong thời gian sắp tới. Đặc biệt, để hóa giải vận hạn và tận dụng tốt cơ hội, thì trong thời điểm này, thầy Gia Cát khuyên anh chị tuổi Nhâm Thân hãy mang theo bên mình pháp khí hộ thân, kim bài, thái tuế. Pháp khí sẽ nghênh đón quý thần, hóa giải vận hạn, hung tinh, từ đó mang cát lành, may mắn, bình an cho anh chị. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ chi tiết vận trình của anh chị tuổi Nhâm Thân trong 6 tháng cuối năm 2021 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp và quan vận. Bước sang nửa cuối năm 2021, do được nhiều các tinh chủ về công danh hỗ trợ, anh chị tuổi Nhâm Thân có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp hoặc khởi nghiệp thành công. Nhưng anh chị cần tỉnh táo để nhận ra đâu là cơ hội phù hợp với mình, chứ không phải ôm đồm tất cả mọi thứ để rồi cuối cùng không làm được việc nào đến nơi, đến chốn. Ngoài ra, anh chị cũng cần hăng hái và tích cực hơn. Tinh thần phấn đấu hời hợt sẽ khiến quý anh chị dễ dàng mất cơ hội trôi qua mất. Vậy nên để mọi việc được hanh thông và thuận lợi hơn thì anh chị tuổi Nhâm Thân được các chuyên gia phong thủy khuyên rằng hãy mang theo bên mình pháp khí phong thủy, tam hợp quý nhân, thân, tí, thì.
Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ giúp tuổi Nhâm Thân đại thông năng lượng ngưng tụ thiên, địa, nhân, chiêu tài lộc, chiêu cát lành và may mắn về cho anh chị. Đồng thời, khi mang vòng tay bên mình, con giáp sẽ luôn được quý nhân che chở, giúp đỡ công việc hanh thông, quan hệ công việc dần tốt đẹp hơn. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tử vi của anh chị tuổi Nhâm Thân trong nửa cuối 2021 cho thấy rằng, mặc dù tài lộc của anh chị có xu hướng tăng nhưng không quá nhiều, ít cơ hội mang tính đột phá mạnh mẽ. Nhìn chung, thời gian này vượng vật quý nhân, anh chị được nhiều người giúp đỡ, gặt hái không ít thành quả, thu về lợi nhuận tương xứng. Anh chị có thể nhận được một số cơ hội trong các dự án bất động sản, nhưng cần phải tự mình tính toán và nỗ lực, hoặc có thể sử dụng các mối quan hệ anh em, bạn bè để đạt được lợi ích. Sau khi đã đạt được thành quả khả quan, anh chị đừng quên phân chia lợi ích sao cho thỏa đáng để vừa lòng tất cả mọi người và còn có lần hợp tác sau này. Ngoài ra, để mọi việc được hanh thông và thuận lợi, anh chị hãy sử dụng pháp khí của nhà Phật Bát Bảo Tâm Kinh. Pháp khí sẽ giúp anh chị xua đuổi những hung tinh và vận hạn xấu ảnh hưởng đến công việc và con đường làm ăn. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu tài lộc, tăng may mắn và chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp sự nghiệp, việc kinh doanh, đầu tư được thuận lợi và phát triển rực rỡ hơn. Thứ ba, về mặt tình cảm và gia đạo. Anh chị tuổi Nhâm Thân sẽ có vận đào hoa khá rực rỡ trong nửa cuối năm Tân Sửu. Anh chị đang độc thân sẽ có cơ hội kết duyên với người khác phái trong những dịp tụ tập. Ban đầu chỉ là những tương tác rất nhẹ nhàng, nhưng dần ra cả hai nhận ra mình có rất nhiều đề tài chung để có thể trò chuyện với đối phương, thiện cảm tăng dần lên, cơ hội thành đôi cũng lớn hơn. Đặc biệt, có một số anh chị sẽ dễ gặp được người điềm đạm, suy nghĩ thực tế, luôn biết quan tâm đến người khác. Sự bao dung và tài trí hơn người của đối phương khiến anh có ấn tượng rất tốt. Nhưng anh tuổi Nhâm Thân sẽ phải cố gắng để thể hiện và chủ động tạo cơ hội cho chính mình thì mới mong có được bước đột phá trong mối quan hệ của mình. Ngoài ra, tình cảm của các cặp đôi khá bình ổn, đôi lứa, vợ chồng khăng khít bên nhau, cùng chia ngọt, sẻ bùi. Tuy vẫn có những lúc tranh cãi, nhưng cả hai đều biết cách điều hòa mâu thuẫn, không để bất đồng trở nên gay gắt, hủy hoại tình cảm. Để kích hoạt vận đào hoa, thầy phong thủy khuyên anh chị tuổi Nhâm Thân hãy mang theo bên mình pháp khí tam hợp quý nhân, Thân, Tý, Thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đạt thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những anh chị còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý trong thời gian sắp tới. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Anh chị tuổi Nhâm Thân sẽ không gặp phải những nguy hiểm và tổn thương lớn về mặt sức khỏe trong 6 tháng cuối năm 2021. Một số tình trạng khó chịu mãn tính có thể thuyên giảm như điều chỉnh thói quen sinh hoạt hoặc được điều trị dứt điểm nhờ hợp thầy, hợp thuốc. Ngoài ra, anh chị tuổi Nhâm Thân cần sử dụng pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Vòng tay sẽ giúp anh chị phòng trừ và xua đuổi hung tinh vận hạn trong năm. Pháp khí cũng giống như một tấm bùa hộ mệnh bảo vệ anh chị trong năm 2021. Quý vị thân mến, trên đây là vận trình cụ thể của anh chị tuổi Nhâm Thân trong 6 tháng cuối năm Tân Sửu. Sau đây, xin mời mọi người hãy cùng tìm hiểu khung cát từng tháng của anh chị qua phần tiếp theo của chương trình. Thứ nhất, tử vi tháng 7 âm lịch. Dù tháng 7 âm lịch được coi là đen đủi theo quan niệm dân gian, nhưng may mắn là anh chị tuổi Nhâm Thân không bị ảnh hưởng quá nhiều. Nhìn chung, vận trình vẫn rất bình ổn, các vấn đề công việc, sức khỏe, tình cảm, tài chính không có điều gì đáng lo ngại. Có một số anh chị còn gặp không ít may mắn, tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tài lộc. Tài lộc của anh chị trong tháng này vẫn trên đà khởi sắc. Tuy nhiên, nhu cầu cuộc sống ngày càng tăng, anh chị tuổi Nhâm Thân lại có lối chi tiêu phóng khoáng, nên chi nhiều hơn thu, tài lộc khó tụ. Anh chị cần thay đổi thói quen để duy trì nguồn tài chính ổn định. Thứ hai, tử vi tháng 8 âm lịch.
Tiếp tục các khí từ tháng trước, anh chị tuổi Nhâm Thân đón tháng 8 khá nhẹ nhàng. Các phương diện cuộc sống đều diễn ra bình ổn. Công việc của anh chị tiến triển thuận lợi, vấn đề nào cũng tìm được cách giải quyết. Đây là cơ hội để anh chị thể hiện năng lực cũng như tầm nhìn của mình, hãy nắm bắt thật chắc. Mọi thứ diễn ra đều đều, đôi khi cũng khiến anh chị cảm thấy cuộc sống nhàm chán với vòng quay lặp đi, lặp lại. Anh chị có thể tự tạo ra hứng thú cho bản thân bằng cách tìm ra điều mình có hứng thú nhất. Thứ ba, tử vi tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch, anh chị tuổi Nhâm Thân tập trung chủ yếu vào sự nghiệp. So với trước đây, anh chị sẽ có nhiều động lực làm việc hơn trong tháng này. Tuy khó khăn không ít, nhưng kết quả đạt được vô cùng xứng đáng. Vấn đề sức khỏe cũng cần anh chị đặc biệt lưu tâm trong tháng này. Mải mê lo công việc khiến anh chị bỏ bê chăm lo sức khỏe, khiến cơ thể đến giới hạn chịu đựng và có thể lên tiếng kháng nghị. Do đó, anh chị không nên bỏ qua sức khỏe, thể chất của mình. Nếu không, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống. Thứ tư, tử vi tháng 10 âm lịch. Cục diện tương hình trong tháng 10 báo hiệu những vất vả và áp lực mà anh chị tuổi Nhâm Thân phải đối mặt. Anh chị sẽ phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba thường ngày mới mong hoàn thành công việc đúng thời hạn yêu cầu. Hơn nữa, anh chị sẽ phải tự thân cố gắng làm việc một mình mà không có ai trợ giúp. Tuy nhiên, đừng quá lo lắng, quý nhân sẽ xuất hiện kịp thời và giúp anh chị khơi thông bế tắc. Từ đó, anh chị sẽ thấy sự nghiệp của mình có bước phát triển không nhỏ. Thứ năm, tử vi tháng 11 âm lịch. Tam hợp mang đến cho anh chị tuổi Nhâm Thân một tháng bình ổn và nhẹ nhàng về nhiều mặt. Công việc tiến triển hợp lý, tình cảm ổn định, tài chính đủ ăn, đủ tiêu. Tuy nhiên, sức khỏe của anh chị không được lý tưởng. Trong tháng có sao xấu chủ về bệnh tật chiếu mệnh, gây ra một vài ảnh hưởng xấu. Anh chị sẽ phải thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, cơ thể suy nhược, trạng thái tinh thần sa sút, thiếu tinh thần nên cuộc sống bị ảnh hưởng không nhỏ. Thứ 6, tử vi tháng 12 âm lịch. Vận trình tổng thể khá tốt, nổi bật nhất là phương diện sự nghiệp, hứa hẹn một tháng khá nhàn hạ, không có nhiều áp lực, làm gì cũng hanh thông, hoàn thành đầy đủ. Cho nên dù cơ hội thăng chức không nhiều, nhưng anh chị tuổi Nhâm Thân vẫn có thể cảm thấy thư thái đối với tình trạng êm đềm hiện tại. Tuy nhiên, phương diện tài chính của anh chị lại có dấu hiệu sụt giảm, chủ yếu là do thu nhập không có nguồn tăng, nhưng nhu cầu chi tiêu tăng lên. Không ít thời điểm anh chị vung tay mua sắm quá đà, dẫn đến tài khí khó tụ, tiền bạc thất thoát nhanh chóng. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của anh chị tuổi Nhâm Thân trong vận trình nửa cuối năm 2021 theo sao hạn và lá số tử vi để hiểu rõ hơn. Thứ nhất là sao hạn anh chị tuổi Nhâm Thân. Anh tuổi Nhâm Thân may mắn được sao Thủy Diệu chiếu mệnh trong 6 tháng cuối năm. Bởi đây là sao tốt, chủ về tài lộc, hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui. Sau này rất tốt cho những người mệnh mộc. Tuy nhiên sau này kỵ nhất vào tháng 8 âm lịch, chủ về thị phi, khẩu thiệt mất mát của cải, bị đàm tiếu, nơi xấu sau lưng. Còn về chị tuổi Nhâm Thân thời gian này cũng may mắn được sao Mộc Đức chiếu mệnh. Thầy Phong Thủy thường nói Mộc Đức được coi là phước tinh mang lại may mắn, an vui, tốt lành, nhất là về hôn sự, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, chị vẫn cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Bên cạnh đó, anh chị tuổi Nhâm Thân cần chú ý đến hạn địa võng trong thời gian này. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi. Hạn địa võng chủ về đi xa bất lợi, gặp hạn này nên hạn chế xuất hành xa, đặc biệt là vào giờ Tuất và ngày Tuất. Hạn này còn chủ về chuyện đau buồn, anh chị cẩn thận lời nói kẻo vướng khẩu thiệt, bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt. Đồng thời, anh chị cũng cần cẩn trọng trong nội tộc có chuyện tăng gia, công việc khó khăn, làm ăn trắc trở, phải bỏ giữa chừng. Thứ hai, luận hung can niên vận 6 tháng cuối năm 2021 theo là số tử vi. Cung mệnh của anh chị tuổi Nhâm Thân trong thời gian này cùng có sao Thiên Hỷ, Long Đức, báo hiệu có chuyện vui,
quý nhân giúp đỡ. Và hung tinh đà la, tiểu hao gây hao tán tiền bạc hoặc đau yếu. Cung tam hợp gồm có các sao văn tinh, quán sách, bệnh phù, tuần, triệt gây trở ngại cho công việc làm ăn và sức khỏe. Còn cung xung chiếu có các tinh thiên khôi, hồng loan, tăng đào hoa và vượng quý nhân. Trong đó, cung còn có hung tinh cô thần, hôi khí, thiên không, kiếp sát, gò ép về mặt cảm xúc khiến tinh thần bất ổn, đề phòng tai nạn bất ngờ. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi 6 tháng cuối năm 2021 của anh chị tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Phần tử vi này đều được thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy luận giải. Để cập nhật được nhiều hơn về thông tin tuổi của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kinh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.